À, dạ xin thân ái kính chào quý cô chú bác anh chị yêu thích mai vàng trên cả nước ạ. À, hôm nay kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang cũng như là kênh Bonsai Cần Thơ 168 xin chia sẻ cùng quý cô chú anh chị một địa điểm bán mai mới ở gần với cầu 7000 Hậu Giang nha cô chú anh chị, ở xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, gần với cầu 7000 nha cô chú anh chị nha. Dạ, trước mặt mình là cây cầu 7000 nha quý cô chú. Dạ, hôm nay thì chỗ của anh Tú xin chia sẻ cùng cô chú anh chị một số cái cây mai tàn lớn, tàn đẹp luôn nha cô chú anh chị nha. Dạ, xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã luôn yêu thương theo dõi và ủng hộ kênh ạ. Chúc quý cô chú anh chị xem clip thật là vui và sưu tầm thêm được nhiều cây mai đẹp, mai tàn lớn cho sân vườn nhà mình cô chú anh chị nha. Dạ rồi em chào anh Tú ơi. Dạ rồi em chào chị ạ. Em xin chào tất cả các cô chú anh chị ạ. Hôm nay lần đầu tiên lên giao lưu, anh cho em xin địa chỉ cụ thể với lại số điện thoại của mình em nhé. Số điện thoại em là 0907936170 và địa chỉ em ở xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang á. Dạ. Dạ. Dạ rồi hôm nay anh giao lưu cùng cô chú anh chị gồm 5 cây mai thành phẩm, trong đó là có 3 cây thanh mai. Dạ. Dạ rồi. 3 cây thanh mai với 3 cây mai vàng hả chị? Dạ. 6 cây. Dạ rồi, hôm nay dạ. Vô cây số 1 luôn anh. Cây số 1 là cây mai tàn đầu tiên hả chị? Dạ. Tàn lớn luôn nha cô chú anh chị. Dạ, cây tàn này cao 4,5 m, chiều ngang 4,5 m luôn á cô chú anh chị. Dạ, cao 4,5 m. Ngang 4,5 m luôn. Dạ. Cây này cái bông bông bảy cánh, em có chụp hình mặt bông này luôn á chị. Dạ. Tàn lớn tròn luôn nha cô chú anh chị. Cây nó già nước da me hết trơn chị. Dạ. Vàng xương xương nhuyễn luôn nha cô chú nha. Cây này thì rất là thích hợp cho cô chú anh chị nào mình có cái sân rộng rộng á cô chú, trồng một cây ở phía trước sân là được rỡ luôn ha, mát cái sân luôn á. Bông bông đẹp, bông chùm luôn á. Dạ. Tới Tết là nở được rỡ luôn. Đế cũng dữ lắm nha cô chú anh chị. Dạ. Cái này cô chú anh chị nào em tạm lấy cái tàn á. Dạ. Cô chú anh chị nào mình chơi á, mình lấy cái đế này ra nè chị, mình tháo ra, ở đây nó có lót đầy đủ hết á. Dạ. Nói chung tàn em giữ nguyên cây gì ta cho cô chú anh chị mình chơi á. Thích. Dạ. Thì mình để không thì mình cứ cắt cái cắt rễ đó thường. Ra ha. Dạ. Cái này cắt không ảnh hưởng gì cây hết chị. Dạ. Ở dưới nó có lót cộng đế bự tầng ngoài. Rễ này bỏ đều bốn mặt luôn nha cô chú anh chị. Cái này mình còn khai thác được nữa đúng không anh? Dạ còn chị. Cái này em lấy tàn nên em không có khai thác nhiều á. Dạ. Nói chung nó còn cái chân đế cắm xuống nhiều lắm. Dạ. Rồi anh cho em xin thông số luôn anh ha. Dạ. Vị trí này nha cô chú anh chị. Vị trí hiện tại là 53 nè. Dạ. Mình đo tràn xuống cái cổ nở nè, nếu như mà mình tháo công đế này ra thì mình đo ở đây nè chị. Đo ngay cổ luôn là 67. Dạ vị trí này nha cô chú anh chị, để em đi vòng cái nhà đi qua đây cái. Đó, mình bỏ cái cọng rễ này ra nha cô chú anh chị là 67 anh ha. Dạ. Dạ. Bỏ cho anh chưa thấy cổ đế này. Dạ. Lỡ cái cây này nở cũ lắm. Cái tàn này lùn lắm cô chú anh chị, đụng đầu em hoài luôn á. 67 nha. Dạ. Này tham khảo thôi nha cô chú anh chị, em đo này chỉ tham khảo thôi nha, nó nở cổ lắm á. Dạ. Với thoát thân nè, tính thoát thân là tính tới cây chơi cổ đế là thoát thân là 2 tấc 9 á. Dạ. 2 tấc 29 anh ha. Dạ dạ. 29. Dạ 29-30. Chi cành thấp nhất á nha cô chú anh chị ha. Dạ dạ. Cái đường kính bầu nó là đường kính bầu 1,5 m á chị. Dạ. Cái mấy này cái này thì... là chi cành rất là lớn hết trơn nha cô chú anh chị. Này cô chú anh chị thích hợp mình chơi bông sân vườn đó chị. Dạ. Tại bông nó đẹp lắm. Cái này dạ. Để cái là mát rượi cái sân luôn cô chú anh chị. Cái này nữa em sẽ gửi hình mặt bông cho các cô chú anh chị mình coi sao. Dạ. Cây thì nó già, cây nước da me hết trơn chị. Anh đo cho em mấy cái cốt cành
lớn nhất lên ha. Cốt cành lớn cô chú anh chị mình tham khảo là 32 á chị. Dạ. 32. Vị trí này là 32. Dạ dạ. Còn mấy cái nách là bể. Nó già bể cho mẹ cho chị. Cái cây này mà cô chú anh chị nào thích chơi phôi á thì mình cắt ngang đây, em có giật nhẹ cái mà cắt mà chị. Dạ. Để mình rút lại lùng lực á. Nói chung là để tàn chơi nó vẫn hợp lý hơn. Nhưng mà tàn cũng rất là đẹp nha. Dạ, mấy cô chú. Tàn lớn lắm. Cái vàng vàng xương nó nhuyễn mà nó dày luôn nha cô chú, tàn tròn luôn á. Cho nên là em thấy để tàn vẫn là viết hợp lý hơn. Dạ. Còn cây này mà tết ra bông một cái chắc nha. Dữ dằn lắm nha cô chú. Dạ. Anh chị. Cao 4 mét hả anh? Cao không 4 mét rưỡi chị. Dạ, tại em có đo. Dạ, cái này thì mình giao lưu bao nhiêu vậy anh? Dạ, cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 37 triệu. Em bao ship trong bán kính là 300 km đó chị. Dạ, 37 triệu. Bao ship. Dạ. Thì về vấn đề mặt bông thì em bao bông với cô chú anh chị, nhưng mình chơi bông á chị. Dạ. Một cây tàn rất là đẹp luôn nha quý cô chú anh chị, tàn lớn luôn á, tàn ngang 4 mét đó bông anh ha. 4 mét chị. Rồi cô chú anh chị nhìn lại một phần lần nữa cái vàng đế giùm em nha cô chú, mấy cái nách của cái cây này nó bể xù hết trơn nha. À, có để nó bảo hiểm cho cô chú anh chị mình nhìn qua video hình dung cho nó dễ. Dạ. À, hoành hồi nãy anh nói là bao nhiêu ạ? À? 55 chị, ở 53 chị. Dạ, là đo vị trí nhỏ 53 tới 68 nữa. Dạ. Dạ, 37 triệu là cây mai tàn mã số 1 nha cô chú anh chị. Dạ. À, quý cô chú mình có thiện chí thì mình liên hệ trực tiếp với số điện thoại của anh Tú nha cô chú nha. Anh cho em xin lại số điện thoại anh ha. Số điện thoại em là 0907936170 là có Zalo, hoặc là 0788881588 nha. Dạ. Rồi bây giờ đổi sang cây khác giùm em là anh cây ha. Thanh mai, cây thanh mai số 2 chị. Thanh mai số 2. Rồi bây giờ em xin phép đổi cây nha cô chú anh chị nha. Tiếp tục cây số 2 là cây thanh mai á chị. Cây này thì xong thì em sẽ gửi hình mặt bông cho cô chú anh chị mình xem. Thanh mai gin ạ. Nói chung cây này em bắt lại của nhà vườn á chị. Dạ. Người ta mới nuôi được có 5 năm rưỡi à. Cho nên là tàn nhánh nó ra chưa có nhiều lắm á. Mình cô chú anh chị nào có thích sưu tầm những cái loại này thì mình nuôi thêm, tại cái thanh mai mà hoành lớn như thế này cũng rất là khó tìm luôn á chị. Dạ, thanh mai, cây thanh mai nha cô chú anh dạ. Chị. Rồi cái màu da nó nhìn khác chứ. Không, cái màu da này là lúc trước nó bị nấm hồng á, chủ nhà người ta bôi cốc đồng vô á nên nó hơi vàng vàng. Còn phía trên nè, phía trên chỗ rong này hình như trên đó có cái nụ á chị. Là em bao cây này kia zin. Mà vì mình vệ sinh ra thì cái da nó không có bình thường. Em thấy có một cái bông màu xanh nha cô chú anh chị. Ủa có nở ra luôn hả? Dạ có, chú có cho nó à. Em không thấy. Có, nhưng mà không biết là cô chú anh chị có thấy không chứ em thấy có nha cô nhưng chú. Nhưng mà hình mặt bông cũ thì em còn. Dạ. Lúc Tết đó chị. Cây này cây dinh 100% đó. Thanh mai mà mình lớn như thế này thì rất là ít luôn nha quý cô chú anh chị. Em mới gặp cây này em là đầu tiên đó. Em mới thấy cây thanh mai lớn đầu tiên luôn á. Em cũng mua, em cũng bắt nhiều cây thanh mai ở nhà vườn á. Dạ. Hoặc là của những anh em lái á. Nhưng mà cây này em cũng lần đầu tiên em... Hoành lớn như thế này thì hầu như là em lần đầu tiên em thấy luôn. Hồi rễ lực lắm nha cô chú nha. Rễ cỡ bắp tay của anh chủ luôn á. Anh cho em xin số đo luôn anh ha. Dạ. Cái này là lúc trước chủ nhà người ta nuôi á chị, ta không biết nó để nó nắng nó nứt ra chứ nó không có bị trên này chị nè. Em vào lên là lớp da trong còn nguyên ha. Dạ. Chứ không bị hư cây. Hoành em đo 2-3 vị trí cho cô chú anh chị tham khảo nha chị. Đây. Đo tính đó vị trí đầu tiên là 79 nè, em dạ, đo tham khảo thôi nha. Đây là 79. Dạ, 69. 69 thôi chị. Em ăn gian tới 10 lần đó. Rồi tiếp tục nè. Tiếp tục xích lên là còn 61. Dạ, 61. Rồi, để em lên em đo cái vị trí mà nhỏ nhất của cây cô chú anh chị. Đó, là nó 58 là nhỏ nhất của cây á. Dạ, 58. Rồi, nó thoát thân là 4 cắt.
Dạ, để em qua đang cắt. Dạ. Rồi. Thóc thân vậy là 4 tấc nha cô chú chị. Dạ. Cái cốt lạc nó trẻ 2. Cây này cao khoảng bao nhiêu vậy anh? Cái này cao 4 mét thôi chị. Dạ. Em tại em để thùng xe cho em chở. Dạ. Ngang nó khoảng 2 mét mấy, 3 mét. Hả? Cái bông gì đó kìa anh. Hả? Ờ, em thấy vậy đó, trắng xanh. Dạ. Nhưng mà để nữa em gửi hình mặt bông duyên lúc mà ta chụp lúc Tết á, cho cô chú anh chị nhìn cho dễ. Thì trên đây có cái nụ nè, cô chú anh chị nào có mua gì thì cũng nở cái nụ trên thân á chị. Cái ra nụ từ trên thân luôn. À đúng rồi. Một cây thanh mai khủng luôn nha quý cô chú anh chị. Hoành 70... Từ 58 đến 69 tùy đo đó chị. 58 đến 69 nha cô chú anh chị. Tại vì mình đo nhiều vị trí cho cô chú anh chị hình dung nha. Dạ, cây này thì mình giao lưu bao nhiêu vậy anh hả? Dạ, cây thanh mai này em giao lưu với cô chú anh chị là giá 68 triệu. Em cũng bao ship trong bán kính là 300 km luôn chị. Dạ, 68 triệu một cây thanh mai nha cô chú anh chị. Là em bao cây zin 100%, không có ghép. Dạ. Dạ rồi. Rồi, vô trong nhà chị. Dạ rồi, mình tiếp tục giao lưu cây mã số 3 nha cô chú anh chị. Cây này tiếp tục là cây thanh mai zin nữa nha cô chú anh chị. Dạ, thanh mai zin, anh cho em xin một vòng nha. Cây này em vô dây thành phẩm cho anh chứ là cây, cây nó kéo nhựa đầu rễ hết rồi chị. Dạ. Trên mấy nhánh nó có búp được nè chị. Dạ. Mình có vô dây nhão hết trơn nha cô chú. Dạ. Anh chị. Em tự vô. Dạ. Hay quá. Mấy đầu rễ là kéo nhựa chứ không mà cắt. Nói chung mấy cây này cô chú anh chị mua về là lên chậu là chơi được rồi. Đế bỏ đều luôn nha cô chú. Dạ. Anh chị nha. Thanh mai zin là hoành cái 50 vậy cũng gọi là hiếm nữa nha cô chú anh chị. Dạ. Đế khá dữ luôn nha cô chú anh chị. Dạ. Đế chảy đều hết tứ diện luôn. Dạ rồi, anh cho em thêm số luôn anh ha. Cái mặt cây đỏ là chứ chứng minh là cái cây nó rất là già, cái mặt cây nó mới đỏ. Hoành 49. Dạ, hoành 49 cô chú. Em quay một vòng cô chú chị xem. Dạ. Em đo rất là thẳng thước nha cô chú chị. Dạ. Gãy lực lắm nha cô chú chị. Tính thấp thân hay tính đại vị trí này cô chú anh chị xem đâu tính đó nha cô chú anh chị. Vị trí này đi cô chú nha. Thấp thân với cổ đế là 2 tấc. Dạ. Rồi, tổng chiều cao là 6 tấc rưỡi. Dạ rồi. Đường kính bầu là 7 tấc cô chú anh chị về vô chỗ 8 chơi được. Dạ. Cái này ép dầu á cô chú anh chị. Dạ, thanh mai luôn anh ha. Thanh mai zin. Dạ, thanh mai em bao cây zin 100%. Ờ, cây zin mà hoành lớn như thế này thì rất là ít, rất là ít có cô chú ha. Dạ, cây này mình giao lưu bao nhiêu anh ha? Dạ, cây này em giao lưu với giá là 29 triệu em bao ship trong bán kính là 300 km luôn hả chị? Dạ, 29 triệu nha cô chú anh chị, một cây thanh mai zin. Cây này tam tài luôn cô chú anh chị. Dạ. Ở đây cô chú anh chị nhiều khi thấy mấy cái mặt này nó em ghép em chứ thật ra là cây zin nha. Dạ. Em vô dây em cột đây thôi chứ. Đây cô chú anh chị mình chị chỗ này giùm em ha. Ghi nhìn hết ạ. Dạ rồi. Mã số 3 là 29 triệu nha cô chú anh. Dạ. Chị nha. Rồi đổi cây giùm em luôn nha ông chủ. À ha. Rồi mã số 4 nha cô chú anh chị. Tiếp tục là cây thanh mai luôn cô chú anh chị. Dạ. Cây thanh mai mã số 4. Dạ. Cây này lúc trước em bắt lại của nhà vườn đó chị. Thì lúc em mua thì em mua cây zin mà em nhìn cái tược này thì cũng giống ghép quá mà em không có bao cô chú anh chị nha. Nên mình coi kỹ lại giùm em nha. Dạ. Bây giờ em mua lâu mà họ khẳng định là cây zin. Còn mình nghề nghiệp mình vô thì nó không giống cây zin lắm em. Dạ, nói rồi. Thật như vậy. Thì, có sao thì quan trọng vậy? Là giá thôi, cây này. Dạ. Quan trọng là giá đi chứ em không bao zin cô chú anh chị. Dạ. Dạ. Có hai cây trước thì em bao là cây zin 100%. Dạ. Cây này nó nhỏ nhỏ nhưng mà nó già nó dữ lắm nha cô chú anh chị. Quá trời ghế nó luôn. Rồi. Và nó vị trí hiện tại là 25. Dạ, vị trí 25 nha cô chú. Ở vị trí trên đây là 20, 21. Dạ.
Thì em đo tham khảo cộng đế của chú anh chị mình xem. Nó muốn gần bằng cái thân. Nó gần bằng cái thân. À, cộng đế này là 15 á chị. Dạ. Cái này gì mình của chú anh chị mình chê, mình vô nước dây nhẹ. Dạ. Là cái tàn nó sẽ tròn lại. Dạ, đế cũng quái quái lắm nha cô chú. Dạ, anh chị ha. Đây là có mặt mặt nụ rồi. Nên nụ này cô chú anh chị gì đây nở ngoài này nè chị. Mà đây, cây gì tại chứ? Để trong mát nó bông hơi nhỏ. Còn hai cây này thì bao là bông to hơn bông mai vàng lắm. Dạ. Là hai cây ghim, hai cây bự á. Chiều cao nó nếu mà em không tính dựng cái đọt này cô chú anh chị. Chiều cao tính hiện tại thôi là khoảng 1m3 đó. Dạ. Cô chú anh chị về vô dây dựng cái đọt lên đó. Dạ. Sửa tàn lại. Tán ngang nó là 1m5. Dạ, 1m5 tán ngang nha cô chú anh chị. Dạ, đến với cây thanh mai mã số 4 này em giao lưu với cô chú anh chị là giá là 6,2 triệu ạ. Em dạ. Bao ship trong mấy kính 200km luôn chị. 6,2 triệu bao ship 200km nha cô chú anh dạ. Chị nha. Đó. Có mặt bông cho cô chú anh chị xem à. Thanh mai nha cô chú nha. Còn hai cây kia em sẽ gửi một bông sau cho chị nha. Dạ. Rồi. Hay là cô chú anh chị nào có liên hệ kết bạn Zalo với em á. Dạ. Có chốt cây thì em gửi hình mặt bông riêng. Dạ rồi, bây giờ mình chuyển sang hai cây mai vàng nhỏ. Dạ. Dạ, em xin phép đổi cây luôn nha cô chú anh chị nha. Cây này thôi gửi trong đó đi cho nó gọn luôn anh. Dạ, cây mã số 04. Mới 05 chứ quên. Dạ số 5. À, cái này cây thường chậu nha cô chú anh chị. Cái mai vàng hay thanh mai? Dạ mai vàng chị ơi. Dạ. Cái này thì em mới nhổ ra. Em giao lưu để giao lưu cô chú anh chị. Nên là về cứ để lại vô chậu là sống khỏe. Dạ. Đế đẹp. Tại cái này thường chậu 2 năm rồi. Thì về đế là đặt hết nha. Này, đây nữa. Không có chống mặt nào hết. Cây này dáng nó hơi siêu siêu nha cô chú anh dạ, chị. Nó hơi lai thú thú, nó hơi siêu siêu. Dạ. Rồi em đo mấy cây này thì em đo lướt nha cô chú anh chị mình tham khảo nha. Dạ. Rồi hoành là 30, 39, 38 dạ. Đi. 39 hay 38 nha cô dạ. Chú anh chị. Dạ. Em hậu cái hoành cũ á. Hoành cũ đó nhiêu. Nhiêu. Tính khoảng 50 đi. Dạ. Năm hiện tại đang ở số 55, 56 dạ. Nha cô chú anh chị. Nhưng mà anh tính cho mình 50 nha. Khoảng thì cô chú anh chị. Dạ. À, cao khoảng 1m7 chị. Dạ, cao 1m7. À, tán ngang là 1m 1m1. Rồi, đến với cây mai vàng thường chậu này em giao lưu với cô chú anh chị là giá 4,9 triệu. Em cũng bao ship trong bán kính là 200km luôn nha chị. Dạ 4,9 triệu nha cô chú anh chị dạ. Cái này mình cũng vô được nước dây rồi nha cô chú anh dạ. Chị nha. Còn cây mai vàng. Cây này về thường chậu cái vô chậu lên là chơi thôi. Giấy rất là mềm. Dạ rồi. Đổi giùm em luôn anh ha. Rồi tiếp tục mặt số 6 nha cô chú anh chị nha. Xù trứng cô chú anh chị à. Có một cái trứng luôn. Mai vàng. Xem cây đế nơm luôn cô chú chị. Đó, có một cái trứng. Dạ. Xù trứng mà duy nhất một trứng chạy chị Phan đi chị. Nè, bên đây nhìn, nhựa nó kéo nè. À, kéo nhựa rất là mạnh luôn dạ. Nha cô chú anh chị. Cái này em cũng thường chậu khoảng 2 năm rồi. Dạ. Nhìn tay cành của chú anh chị cũng thấy rồi đó. Cây này này cũng nhỏ trong chậu ra cô chú anh chị. Rồi nắng quá, không có thời gian em tưới. Thôi em nhổ em cho lưu lại. Đây, hoành nó. Hoành ở vị trí này 30 thôi. Dạ hoành 30 nha cô chú anh chị. Rồi em đo trên cái đó đi. Tại chỗ nó hơi xéo. À, tuốt trên đây là 28. Dạ, 28. Dạ. Em đo cái nồi đế nha chị. Tại nồi đế này nó nơm nên là em đo cái nồi đế cho cô chú anh chị mình xem nó dễ. Nồi đế 84. Dạ rồi, 84 nha cô chú anh chị. Đế sổ ở đây là 2 tấc 9 tới đây nè. Dạ rồi. Tới chân cổ đế là 2 tấc 9. Cây này chiều cao chắc khoảng 1,5 m chị. Tán ngang nó là 80, 85.
Dạ rồi. Mình Zalo bao nhiêu anh ha? Dạ cây này em Zalo cô chú anh chị là 3.700.000, em bao ship trong 200 km luôn chị. Dạ, 3.700.000. Một cây mai vàng sụ trứng nha cô chú. Dạ, cây thành phẩm về vô chậu rồi chơi thôi cô chú anh chị. Dạ. Rồi, tỏ cây giùm em luôn anh ha. Dạ, hết cây hết gì á. Rồi, hết thì anh chào hết giùm em nha. Dạ, rồi. À, em xin cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã xem video ạ. Mong rằng các cô chú anh chị sẽ ủng hộ em. Thấy cây nào hợp nhãn thì ủng hộ tiếp em ạ. Chỉ còn và một còn video là mai phôi nữa cô chú anh chị ơi. Dạ, anh cho em xin lại số điện thoại của anh. Số điện thoại em là 0907936170 hoặc là 0788881588, mà địa chỉ ở cầu 7000, xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang ạ. Dạ rồi. Dạ, bây giờ em xin chào, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị vào những clip sau ạ. Chúc cô chú anh chị sẽ sưu tầm thêm được nhiều cây mai lớn đẹp để sân vườn nhà mình ha. Dạ rồi.